Cái này là cái mấy củ khoai tây mà hôm bữa đem từ nhà thờ về đó, bữa nay bào ra sợi sợi ra để làm đồ ăn sáng. Mình nêm với tiêu nha. Mình làm cái món này là nó xuất phát từ bên châu Âu nè. Món của Tây Ban Nha, của Ý á, của Tây là nó giống giống nhau á. Mình nêm bằng cái oregano này, nó thơm nha bà con. Oregano với lại cái bột tỏi thôi. Garlic powder ha. Đơn giản thôi. Tùy theo mỗi nơi nha, mỗi mỗi vùng, mỗi miền, mỗi đất nước thì có thể nêm khác nhau, nhưng mà đại khái là cái chủ yếu là có khoai tây nha bà con. Mình có thể nêm bằng nước mắm, nước tương, tỏi, ớt. Cái này mình bỏ thêm ớt sriracha, con gà ở hải ngoại làm nè, công ty Huy Phong nha. Cái này bây giờ nó rẻ ra, một cái chai này giờ nó giá nó bình thường trở lại là 5 đồng rồi nha. Ngày xưa nó lên nó hiếm hàng đó, nó lên giá bây giờ nó bình thường rồi. Thì ở hải ngoại mình ăn cái này mấy chục năm mình quen rồi đó. Ở Việt Nam cũng có, mà mấy nhà hàng của Mỹ, mấy nhà hàng sang trọng, mấy nhà hàng lớn đó, người ta sử dụng cái này nha bà con, chứ người ta không có dùng cái sản phẩm nội địa nha đó. Ăn cái này ngon đó. Đại khái mình cứ nêm vậy đi, xong rồi mình ra mình chiên lên làm hash brown, trộn nó lên. Tuyệt đối đừng có bao giờ ăn bột ngọt nha bà con. Bột ngọt là nó rất là có hại cho cái thận của mình đó nha. Bây giờ mình còn trẻ không sao á, lúc mình trên 50 tuổi á, mà nó suy sụp á, hoặc 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi á, lúc đó là cái thận mình có nhiều người yếu phải đi lọc thận nha. Là bột ngọt là nó góp phần rất là lớn cho cái suy thận của mình á. Suy thận là biết rồi, cái gì người nào mà có vợ mà bị suy thận á, là không có làm ăn gì được hết trơn nha. Là vợ nó đi bỏ theo chai đáng chịu đó nha. Bỏ thêm chút xíu nữa, trộn lên là đem ra chiên với Chưa, là xong làm không trứng nữa với làm là xúc xích ăn sáng, ăn với bánh mì rồi đó. Bánh mì nè, bánh mì là của Mỹ này, bánh mì này người ta làm sandwich ăn á, nhà ra làm việc. Đây là trứng gà nè, hôm qua mua ở chợ Albertson đó, 18 cái trứng trong một cái vỉ này. Hôm qua người ta bán hai cái này có 5 đồng, 5 đồng ở bên Mỹ giống như 5.000 đồng ở bên Việt Nam nha bà con. Tại cái mức lương ở đây nó lớn hơn á, cái cuộc sống nó cao hơn á, cho nên đồ ăn ở bên đây nó rẻ dữ lắm. Đó, chiên cái khoai tây, đập cái miếng trứng vô trong giữa làm trứng ốp la luôn, lật miếng tiêu vô rồi lật cái miếng trứng lại, để lửa lớn thiệt lớn lên nha bà con. Rồi, trong vòng 30 giây là lấy ra. Rồi, xong rồi đó. Rồi, xong rồi đó. Không. Đây là cái dĩa chiên cho Emily. Emily nó không có ăn trứng. Xúc xích. Rồi, dĩa ăn sáng nè, thấy không? Có xúc xích, có hash brown, tức là khoai tây bào ra chiên lên á, trứng ốp la ăn với bánh mì. Mì nè. Mì sandwich rồi. Ngon. Morning tươi. Cái bánh mì chấm với cái ốp la này ăn cũng ngon nè. Ngon. Không thuốc. Mình uống cái thuốc này nó cũng chỉ cao máu mà nó dược thảo nha. Ở trên Amazon có bán á. Mình cao máu nhẹ thôi nhưng mà bác sĩ có cho cái loại 5 mg á. Cũng không có uống, ít khi uống lắm. Uống thuốc này với là uống aspirin 81 mg, với là đi bộ tập thể dục. Aspirin là liều thấp nè, low dose 81 mg, một ngày uống 2 viên nha, buổi sáng 1 okay, viên, thay đồ đi, buổi chiều 1 viên. Đây là uống thuốc bổ thôi. Thay bổ khỏe không? Nó quảng cáo này chạy nè, tim đập thình thịch nè, đó, hệ thống miễn nhiễm gia tăng, có mơ sồ nè, có bắp thịt nè, đủ thứ trò hết trơn. Giờ nhạc Christmas ha, nhạc Giáng sinh nè, nhạc Giáng sinh ở hải ngoại ngày xưa á, giờ nó chiếu đầy ở trên YouTube nè. Uống sữa tươi nữa, sữa tươi chút nữa, chút nên ghé nhà thờ anh quay cái phim mà bán phở ha. Sáng kiểm tra nhớt cho bà xã, nhớt xe này kia ok hết rồi, xong rồi đổ cái bình này vô cho bả nè.
Cái bình này là nó giúp clean cái fuel injection ở trong cái hệ thống phun xăng trong xe mình á. Khi mình đổ xăng xong á, mình đổ một cái bình này vô trong cái bình xăng nè, thì nó sẽ chạy được 3.000 mao nha. Mỗi lần 3.000 mao hoặc là mỗi lần thay nhớt á, mình xài một bình. Thì ở ngoài thị trường nó bán nhiều giá lắm nha, từ 3-4 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng cũng có. Thì mua cái này là khoảng 7-8 đồng cũng ok rồi nha bà con. Đổ vô cái xăng thì nó lọc cái hệ thống phun xăng cho xe của mình. Bây giờ đi thay cái quạt nước nè. Quạt nước xe Honda của Andy nè, của Emily chứ, Andy nó chạy xe kia rồi. Với lại cái này là cái engine air filter nè, tức là cái lọc không khí trong máy xe mình đó. Cái này của chiếc xe Honda nha. Tùy theo đời xe mình lên Amazon mình mua hoặc là vô Walmart mua. Cái model của nó nè, này nó ghi nè, chạy 12.000 miles, 12.000 dặm hoặc là 20.000 km thì nên thay cái này nha. Đó. Hoặc là người nào kỹ một năm thay một lần. Không khí trước khi nó vô trong máy mình nó phải qua cái lọc, thì nó có bao nhiêu lá cây bụi bặm này kia nó lọc lại, nó không có cho vô trong máy nó làm hư cái máy nha bà con. Cái này mà vô trong dealer giống như bữa Honda nó quảng cáo á, thay hai món, một cái lọc máy với một cái lọc máy lạnh á, nó chạc 100 mấy chục đồng đó. Thì mình mua cái này chừng 10 bạc à, ở trên Amazon á, 10-15 đồng thôi. Rồi cái món kia cũng khoảng cỡ đó, rồi cái công mình bỏ ra thôi. Nói chung là tốn khoảng 20-30 đồng à. Mình làm liền không? Ở nhà mình làm liền, cái này nó rất là dễ nha bà con. Cái cây quạt nước ở bên phía người lái xe nè, nó bị hư bữa trời mưa không? Nó hư à, nó rách ra nè, phải thay cái mới. Còn cái bên kia bữa mình mới thay cách đây mấy tháng à, cái bên kia ok, giờ phải thay cái này. Đó là bên trong chiếc xe nè, nhớt mình thăm hết trơn rồi, coi ok. Cái lọc engine filter đó nó nằm ở dưới đây nè, mình chỉ cần có mấy cái chốt nè, có ba cái chốt á, mình bật nó ra thôi là nó ra hết trơn à. Chốt bên đây nữa không. Còn bình điện nha, mình phải coi nó có đóng muối bình điện không, thì mình chùi cho nó sạch, chứ thôi là lâu lâu á, trời lạnh á, xe nó không nổ máy được. Phải thăm nước nha bà con, nước này là nước làm nguội máy bên đây nè, thăm nhớt thăm đủ cho cái này. Cái màu đỏ đỏ là nhớt cái tay lái đó. Bên đây là nhớt thắng nè, có cái đó là bình nước máy làm nguội máy á, mình phải coi nó nằm ở giữa hai cái khoảng đó là ok, không thôi coi chừng nó cháy máy luôn. Nhiều người chạy bốc khói là tại thiếu mấy cái nước đó. Cái cây gạt nước này nó có cái ngàm nè, cũng dễ lắm nha. Cái original của nó đó, nó nằm trong cái này, mình chỉ cần không, ở đây nè, mình giật nó lên, mình giật nó lên là nó chạy ra, còn mình gắn vô mình giật nó xuống. Này cái cây mới nè, cái chiều này nè mình đó, mình mở nó ra xong mình bỏ nó vô vậy nè, mình kéo nó xuống vậy nè là ok à. Không, mình bỏ nó vô nè, không bỏ vô cái ngàm xong mình kéo nó xuống nhẹ nhàng rồi mình đậy cái nắp này lại rồi xong đó, ok đó, thả nó xuống thôi đó, ngon lành cành đào ha, rất là dễ thay nha bà con. Cái này mà đem vô trong dealer Honda là nó chạc mấy chục đồng á, phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ nó mới làm cho mình được. Còn người nào mà chưa bao giờ biết làm á thì đọc cái chỉ dẫn nó có nè, chỉ dẫn cũng dễ giống vậy đó. Cái này cái lọc máy nè, lọc không khí trong máy nè, nó còn mới, mình thấy mình tháo kia là nó còn mới dữ lắm, không cần phải thay. Mà chút xíu mình sẽ chạy xe lên mình hút bụi ở trong cái hộp á, hút bụi nó ra chút xíu thôi, chứ cái này còn cái kia còn ok nha, chưa cần phải thay. Bây giờ đi uống cà phê đã, chút xíu nó về đón tụi em về, xong rồi đậu xe lên đây nè, đậu xe lên cái sân này, xong rồi lấy máy hút bụi ra hút sạch ở trong cái chỗ mà cái engine filter đó đó. Ở trong nó có đất nằm ở dưới đó, đất bụi nó lọc á, lá cây đó mình phải hút ra hết. Mình là làm ở ngoài dealer đó, nó không hút cho mình đâu nha, mình làm ở nhà thì nó kỹ hơn. Chiếc xe này chạy được 157.000 mao rồi nha bà con, vậy còn ok lắm nha, đèn đóm vậy còn ngon lành. Ở ngoài chưa có mưa, dự báo thời tiết là mưa nhưng mà chưa thấy mưa. Giờ đài 103.5 nè, 3.5 nó hát nhạc Giáng sinh rồi. Và gia phố giải ngố nha bà con. Thì cái thời giờ rảnh rỗi của mình bên Mỹ là mình đi làm, lao động trí óc, mình lao động chân tay ở nhà bằng cách mình nấu ăn, học hỏi, làm món ăn mới, nghiên cứu về IT, về Internet, về Networking, về Router,
về sửa xe này kia đó. Cái nào mình làm được ở trong nhà thì mình làm, chứ mình đem ra ngoài cho người ta làm thì tốn tiền lắm. Cái nào mình không làm được á, mình mới đem ra ngoài nha bà con. Đó thì bên Mỹ này nói chung mình có nhà có xe là mình phải biết sửa chữa chút chút. Cái nào dễ dễ như cái nãy mình làm, thay quạt nước, thay filter. Filter máy lạnh thì nó nằm ở trong cái hộc đó đó, phải tháo nguyên cái hộc đó ra luôn thì gắn vô. Tốn công chút xíu nhưng mà mình biết cái cách làm, mình cũng làm nhiều lần rồi nha, làm biết bao nhiêu chiếc xe rồi cho nên rất là dễ. Thì mình tiết kiệm được đồng nào mình tiết kiệm đồng đó, chứ mình đem ra đường cho người ta làm thì vừa tốn tiền vừa tốn thì giờ, với lại mình tiết kiệm thì mình để tiền đó mình xài chuyện khác nha, mình đi du lịch, đi chơi, mình ăn ngon hơn. Đại khái là vậy đó. Ok, bye bye nha bà con.